ngày hôm nay và để đưa tới các bác các anh những dòng bầu V6, dòng bầu dành cho các bác anh nhà mình ra riêng để quây đào, quây quất. Thì với dòng bầu V6 này bên em Thảo sẽ có từ loại cao 20cm, 30cm, 40 và 50. Tất cả các kích thước nhé. Và anh nào bác nào mà đang có nhu cầu về kích thước nào thì em nói luôn, nhà em sẽ tặng vít 100%. Và bên kho nhà em thì sẽ có đủ các loại khay bầu 50 lỗ, khay 100 lỗ hoặc là bầu V6 hay là bầu rất chi là cần thiết để ra riêng các anh nhà mình quây lại đào, quất. Và nhất là các bác anh nhà mình làm cây công trình, em sẽ nhận gửi và miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Sẽ có cao từ 20cm cho tới 1m. Cao 20 này, 30, 40, 5, 6, 7, 8, 90. Và cao 1m thì các anh cứ cần với kích thước nào thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em ghim trên màn hình video nhé. Em sẽ nhận gửi và ship tới tận nhà các bác anh luôn. Bầu thì rất chi là nhiều loại, đợi một tẹo đó bác thợ nha em. Xong cái chỗ này em sẽ cắt những cái phanh bầu cho các bác nhà mình xem. Về bầu thì em nói luôn với các bác anh này, đã đến với em là đến với loại 1, loại chuẩn luôn. Loại 1, loại chuẩn nhá. Các bác anh mua một lần sẽ nhớ em mãi luôn. Về cái dòng bầu V6 này, cái này là kích thước là cao 40 này. Cái này là kích thước cao 40 các bác anh ạ. Cái này thì em sẽ để cả một quận dài như này. Em sẽ để cả một quận dài. Và nếu như các bác các anh nhà mình mà về muốn ươm bao nhiêu, mình có thể tách ra. Và như vít thì em sẽ tặng các bác anh đầy đủ rồi. Các bác anh thích quay bao nhiêu các bác anh quấn vào nhé. Và em đang đưa tới các bác anh là một cái loại bầu mà các bác có thể tái sử dụng tới 4-5 vụ luôn. Đấy, cần cao bao nhiêu các bác anh cứ báo với em nhé. Cần cao bao nhiêu. Và khi mua các bác anh nhà mình nhớ nhé. Bởi vì em bán bầu đẹp lắm. Em bán loại đẹp, loại một như này cơ, chứ không phải là loại loại mỏng, loại rẻ đâu các bác anh ạ. Đấy, bởi vì uy tín của bên em thì đã rất là lớn rồi. Và để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc, số điện thoại em đã ghim ở trên đầu màn hình video. Chỉ cần các bác anh nhà mình gọi điện trực tiếp là em sẽ gửi tới tận nhà các bác anh. Số lượng thì bao nhiêu cũng có. Anh cắt cái khay bầu đen này ra hộ em cái. Đây là bầu lỗ, bầu ươm ngô, ươm hạt nhé các bác anh nhé. Bầu ươm ngô, ươm hạt. Đấy, bầu ươm ngô ươm hạt. Cái này thì khi mà mình ươm này, sau đó mình bóp cái này lên. Và tất cả cái dòng bầu này em đưa tới các bác anh là đều có thể tái sử dụng được nhé các bác anh nhé. Anh cắt cái khay bên dưới này ra, khay lỗ đen này. Khay lỗ đen thì em sẽ có đủ các loại khay, đủ các loại lỗ nhé. Đây là khay xanh, 50 lỗ. Kia đến xẻng rồi. Đấy, đây là khay đen này. Khay này thì em đang có khay, khay này là khay to, khay lỗ to, khay bản đẹp này. Cái này em đếm cho các bác xem là bao nhiêu lỗ này. 1, 2, 3, 4 2, 4, 6, 8 thế là bao nhiêu lỗ nhỉ? 4, 8, 3, 2. 32 lỗ. Cái này em có 32 lỗ nhá. 50 50, 70, 100 và 120 lỗ em cũng có nhá các anh nhá. Và đến với đại lý bên em thì em sẽ nhận gửi. Em nói luôn là khay bầu V6 kia, một quận em đã miễn phí ship các anh hoàn toàn rồi. Và anh nào mà đặt hàng ấy thì cứ để lại số điện thoại để em gửi đến tận nhà các bác anh luôn. Miễn phí ship hoàn toàn luôn. Đấy. Và anh nào mà quan tâm nhiều hơn thì hãy nhớ vào Zalo của em nhé. Vào Zalo để em sẽ gửi tới các bác anh nhà mình chọn bộ, chọn những cái dụng cụ làm vườn làm cây này. Tất cả những cái sản phẩm này thì sẽ được gửi tới tận nhà các bác anh nhà mình, được kiểm tra hàng sau đó mới phải trả tiền. Đây nhá, bầu V6 là như thế này các bác anh ạ. Và xem được kênh mới chuyên về bầu này của em thì các anh đừng quên nhớ follow, đăng ký và theo dõi kênh của em, để em sẽ đưa tới các bác anh nghìn sản phẩm hay, những cái sản phẩm về đồ làm cây chất lượng nhất trong mùa làm vườn này. Nhớ follow, đăng ký và theo dõi kênh của em để xem những sản phẩm khác nhá. Cảm ơn các bác anh đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.